mang ba lô tiền 500.000, mua hai cây lan đổi biến ghen, người đàn ông gây xôn xao. Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông người Hà Tĩnh mở chiếc ba lô, lấy ra 7 cọc tiền 500.000 để bàn và thực hiện giao dịch mua hai chậu lan. Trong mấy ngày qua, trên mạng xã hội rầm rộ chia sẻ đoạn clip dài hơn 4 phút cùng nội dung anh em chơi cây Hà Tĩnh ra tận Hải Phòng với thương vụ giao dịch 3,5 tỷ đồng. Clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mang theo nhiều bọc tiền ra đặt để mua hai chậu lan được cho là Hồng Gia Lai và Hồng Liên Anh. Người quay clip cho biết hai giống cây lan đã bán với giá 3,5 tỷ đồng cho người đàn ông Hà Tĩnh ra đứng mua. Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, clip này đã gây xôn xao. Nhiều người thắc mắc việc giống lan như thế nào mà có giá trị như vậy. Đồng thời, một số người lại cho rằng nhóm người đang sống ảo. Theo tìm hiểu, người đàn ông mang ba lô tiền giao dịch mua bán hai chậu lan trong clip tên là Hùng, thường trú tại Hà Tĩnh. Trao đổi với chúng tôi, anh Hùng cho biết, ngày 12 tháng 5 vừa qua, anh cùng nhóm người Hà Tĩnh và Thái Bình đến Hải Phòng để mua lan. Tuy nhiên, anh chỉ đứng ra giao dịch mua lan, còn chủ sở hữu hai chậu lan kia là nhóm người Hà Tĩnh và Thái Bình. Tôi thấy giống lan này trước nên tìm hiểu và đứng ra giao dịch mua bán chứ không phải là sở hữu nó. Họ đòi 3,5 tỷ, sau đó bớt cho 100 triệu, còn 3,4 tỷ đồng. Giống lan này bị đột biến gen, rất quý hiếm nên những người ở Thái Bình và Hà Tĩnh mua về để nhân giống, anh Hùng nói. Anh Phạm Ngọc Thanh, trú tại thành phố Hà Tĩnh, người trong nhóm mua lan cho biết, hai chậu lan trong clip thuộc loài phi điệp, có tên là Hồng Gia Lai và Hồng Liên Anh, hiện chưa ra hoa. Đây là giống hoa đột biến gen, trong hàng nghìn vạn cây, chỉ có một cây đột biến gen nên giống này giá đắt đỏ. Tại Hà Tĩnh, nhóm người cùng mua có khoảng 8 người, còn Thái Bình một số người nữa. Chúng tôi mua để nhân giống, bảo vệ loài. Nhiều người không hiểu họ chửi điên, nhưng tôi nghĩ mọi người đều có một đam mê riêng, anh Thanh cho hay. Cùng theo anh Thanh, do ở Hà Tĩnh nhiệt độ mùa này khắc nghiệt, nắng nóng nhiều nên hai chậu lan được nhóm người Thái Bình chăm sóc, nuôi dưỡng. Đến năm sau sẽ cho chết mầm về trồng